Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay sẽ dành phần lớn thời gian thông tin những nội dung trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc đã phối hợp với Việc Theo Post và Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác lên sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường hướng tới đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử thông qua các doanh nghiệp bưu chính giảm phụ thuộc vào thương lái hoặc trung gian. Tại hội nghị, đại diện Viettel Post và Bưu điện tỉnh đã trao đổi hướng dẫn về cách tải, đăng ký tài khoản, kỹ năng số, tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử Voso.vn của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và Postmark.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ngoài ra, hội nghị cũng tập trung thảo luận về phương án tổ chức vận chuyển, lưu thông, kết nối tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ quảng bá, bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Hiện nay, trung bình mỗi ngày cần dụt cung ứng cho thị trường khoảng 400 tấn nông sản, thủy sản. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là trong vấn đề tiêu thụ nông sản. Do đó, thông qua các sản thương mại điện tử và nền tảng số sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phần, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa. Lớp tập huấn giúp nông dân tìm hiểu kỹ thuật canh tác lúa theo quy trình 1 phải giảm, giúp cây lúa phát triển khỏe, đồng đều, hạn chế sâu bệnh, cho năng suất và chất lượng hạt lúa cao, giảm được chi phí đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp lợi nhuận tăng cao, giúp giảm khí phát thải nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Bên cạnh đó, nông dân được nghe tập đoàn độc trời hướng dẫn các quy trình sản xuất nếp xuất khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu. Được biết, dù khai thu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp quyền Thủ Thừa xây dựng mô hình dùng lúa ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn hàng quá xuất khẩu tại xã Long Thuận với diện tích 100 ha. Tính chung, toàn xã Long Thuận đến nay đã triển khai xây dựng dùng lúa ứng dụng công nghệ cao được 210 ha, phối đấu đến năm 2025 đạt 500 ha theo nghị quyết quyền quỹ đề ra để giảm bớt chi phí sản xuất giữa cơn bão giá vật tư nông nghiệp leo thang thời gian qua nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh long an đã chủ động triển khai nhiều phương thức kỹ thuật canh tác tiên tiến hiệu quả cao trong đó có mô hình ba giảm ba tặng để kéo giảm chi phí sản xuất cho hơn một hecta đất lúa đang canh tác. Nhiều vụ gần đây, ông Sửu đã mạnh dạng thay đổi phương thức sản xuất theo chương trình ba giảm ba tăng theo ngành chuyên môn khuyến cáo. Nhờ đó mà chi phí đầu vào mỗi vụ đã giảm được khoảng 20 đến 30%, nhưng vẫn bảo đảm 100% sản lượng lúa thu hoạch đạt chất lượng cao theo yêu cầu. Ờ OG thì cũng 800 mấy bao rồi, còn DB triệu mấy gấp ba lần rồi đó, thì cũng như mình tận dụng ba giảm ba tăng đó, để giảm chi phí, bớt chuyện nào đỡ nãy nấy, như xịt đúng thời điểm, đúng lúc mà sâu bệnh thời điểm đó mới xịt, chứ không có xịt vừa bãi như hồi đó ba giảm ba tăng là chương trình quản lý dịch hại dựa trên mối quan hệ của dinh dưỡng cây trồng và sự gây hại của dịch hại ba giảm ba tăng gồm giảm lượng giống như xạ giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh giảm lượng phân đạm tăng năng suất lúa tăng chất lượng lúa gạo tăng hiệu quả kinh tế những năm gần đây mô hình ba giảm ba tăng đã không còn xa lạ với nông dân trên địa bàn tỉnh bởi vừa tiết kiệm được chi phí sản xuất vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp có mục tiêu là giảm cái chi phí sản xuất cũng như là tăng cái hiệu quả thì ngành sẽ tập trung ví dụ như là mô hình ba giảm ba tăng, một năm giảm hay là cái chương trình IBM để khuyến cáo người nông dân nên tham gia cái liên kết sản xuất từ đầu đèo tới đầu ra rồi ứng dụng cái nông nghiệp hữu cơ hay là nông nghiệp công nghệ cao trong cái sản xuất nông nghiệp. Trong canh tác lúa, phân bón chiếm chi phí khá lớn, do đó khi giá phân bón tăng cao sẽ khiến giá thành sản xuất bị đội lên đáng kể và nông dân lại thêm gánh nặng nỗi lo. Chính vì thế, ngoài việc nỗ lực chung tay của các ngành có liên quan trong việc kéo giảm tối đa giá phân bón vật tư nông nghiệp thì việc quan trọng hơn chính là hỗ trợ, hướng dẫn người nông dân những phương thức sản xuất mới, tiên tiến để kéo giảm giá thành sản xuất thấp nhất có thể thưa quý vị, mặc dù cửa khẩu Lào Cai đã được thông thương trở lại từ đầu tháng 4 nhưng nhiều mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu qua đây vẫn gặp khó khăn, đặc biệt tính đến hết ngày 26 tháng 5, các mặt hàng nông sản tươi vẫn chưa thể làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự thảo quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang được Bộ lấy ý kiến của các bộ, ngành và địa phương có mục tiêu đến năm 2050. Cả nước có 184 cảng cá, đáp ứng bốc dở tổng lượng thủy sản qua cảng, khoảng 2,983 triệu tấn một năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Riêng đến năm 2030, cả nước có 176 cảng cá gồm 37 cảng cá loại 1, 90 cảng cá loại 2, 49 cảng cá loại 3, đáp ứng bốc dở tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.960.000 tấn một năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Trong thời kỳ 2021-2030 sẽ có các dự án quan trọng quốc gia là xây dựng 5 cảng cá loại 1 là cảng cá động lực trong các trung tâm nghề cá lớn gồm cảng cá Bạch Đằng thuộc thành phố Hải Phòng, cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng, cảng cá Bá Bạc thuộc tỉnh Khánh Hòa, cảng cá Gò Găng thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cảng cá Tắc Cậu thuộc tỉnh Kiên Giang. Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Việc tái đàn vật nuôi đang được ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân quan tâm thực hiện nhằm phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, chủ lực là đàn heo tiếp tục đà hồi phục, có phát triển tăng đàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh, tiêm phòng vaccine trên gia súc, gấm, gia cầm được tập trung thực hiện, giúp ổn định tình hình chăn nuôi, ước 6 tháng đầu năm, đàn heo toàn tỉnh có gần 90.800 con, tăng gần 1.300 con so với cùng kỳ, đàn bò trên 115.000 con, tăng gần 2.500 con so với cùng kỳ, đàn trâu ước có 6.000 con, đàn gia cầm trên 8,7 triệu con, tăng 26.000 con so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp khuyến khích người chăn nuôi chuyển từ chăn nuôi nhỏ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, duy trì chăn nuôi hộ nhưng theo hình thức bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao khuyến khích hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, làm giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác giống vật nuôi, qua đó giúp các doanh nghiệp hợp tác xã hộ nông dân phục hồi sản xuất, vừa phát triển kinh tế, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thành bán ra chưa tương xứng, khiến người nuôi nhỏ lẻ ngại tái đàn. Trước nghịch cảnh này, nhiều hồ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể tiếp tục cầm cự, buộc phải phơi chuồng để cắt lỗ, ghi nhận tại quán Nam và Đà Nẵng. Hoặc nuôi cầm chừng dài con. Cái chăn nuôi mà lợn thì rất là khó khăn. Dịch bệnh, rồi giá cả thị trường bắp bay. Mà giá đầu ra là nói chung là không đồng bộ cho người nông dân. Nó rất là khó khăn. Nga cho biết nước này đang tìm cách tăng sản lượng ngũ cốc phục vụ xuất khẩu trong mùa vụ tới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới đang có nguy cơ tệ hơn. Theo Bộ Nông nghiệp Nga, trong mùa vụ 2021-2022, Nga đã xuất khẩu 35 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 28,5 triệu tấn lúa mì. Bộ trên dự báo đến thời điểm kết thúc mùa vụ vào ngày 30 tháng 6 tới, xuất khẩu ngũ cốc của Nga sẽ vượt 37 triệu tấn còn trong mùa vụ tới bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, nga ước tính xuất khẩu ngũ cốc đạt 50 triệu tấn. Nga, do Ukraine kiếm gần 1 phần 3 nguồn cung bột mì lớn trên thế giới. Do vậy, việc các cảng biển của Ukraine trên biển đen bị đóng cửa kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này từ tháng 2 năm 2022 đã khiến hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị ứ động tại đây. Tập đoàn năng lượng Equinoa của Na Uy đã cho vận hành trở lại nhà máy khí đốt tự nhiên quá lỏng duy nhất ở nước này sau một thời gian dài sửa chữa do trận quả quạng hồi năm 2020. Dự kiến sau khi được vận hành lại, nhà máy sẽ sớm bắt đầu đi vào sản xuất. Nhà máy Hammerfest đóng góp khoảng 5% tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Na Uy, nít xuất khẩu khí đốt tự nhiên quá lỏng lớn thứ hai ở châu Âu chỉ sau Nga. Việc nhà máy này được khởi động trở lại và sắp đi vào sản xuất được kỳ vọng sẽ làm tăng lượng khí đốt xuất khẩu của Na Uy sang các nước châu Âu, qua đó giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine gây ra. Trong bối cảnh Mỹ đang chặt chặt với cuộc khủng hoảng thiếu sữa công thức, nước láng giềng Canada cũng quan ngại điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền tới nước này các chuyên gia về an ninh lương thực của Canada cho rằng chính quyền Mỹ đang chủ động nhập khẩu các sản phẩm sữa từ châu Âu để bù đắp thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, Canada lại đang tỏ ra chậm chạp hơn trong vấn đề này, trong khi nước này lại phụ thuộc vào nguồn cung sữa công thức của các nhà sản xuất Mỹ. Giới phân tích nhận định, việc Canada lo ngại thiếu hụt nguồn cung sữa công thức hiện nay xuất phát từ các điều khoản trong thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada, trong đó Ottawa đã chấp nhận nhượng bộ và mở cửa một phần nhỏ thị trường sữa của nước này cho các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, dù Canada có đủ khả năng đáp ứng nguồn cung trong nước. Công ty Ferrero Grand, chi nhánh tại Pháp của tập đoàn bánh kẹo Ferrero cho biết, hơn 3.000 tấn sản phẩm nhãn hiệu Kinder đã bị thu hồi khỏi thị trường do lo ngại bị nhiễm khuẩn Salmonella đây là đợt thu hồi lớn nhất trong 20 năm qua, khiến tập đoàn này bị thiệt hại hàng chục triệu euro. Theo công ty, mầm bệnh bắt nguồn từ một bộ lọc nằm trong bể chứa bơ sữa tại một nhà máy ở Alon, Bỉ. Nguyên nhân nhiễm khuẩn có thể do con người hoặc nguyên liệu thô. Di khuẩn Salmonella có thể gây các triệu chứng như tiêu chảy, sốt và đau dạ dày ở người. Đây là một trong những loại di khuẩn nhiễm phổ biến nhất ở thực phẩm. Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra tàn tích của một thành phố thuộc nền văn minh Maya cổ đại với nhiều cung điện, kim tự tháp và quảng trường tại một công trình xây dựng trên bán đảo Yucatan ở Mexico. Các nhà nghiên cứu cũng xác định được có khu chôn cất gần đó cùng với đầu cúng và một số vật dụng khác. Dấu tích của sinh nhật biển cũng được phát hiện trong khu vực. Cho thấy cư dân của thành phố đã bổ sung chế độ ăn chủ yếu dựa trên nông sản bằng cách đánh bắt dọc theo bờ biển gần đó khu vực khảo cổ sion được phát hiện khi công trình xây dựng khu công nghiệp tại đây được khởi công sau khi được các nhà khảo cổ phát hiện công trình này sẽ dẫn được xây dựng nhưng các di tích sẽ được bảo tồn